Em ơi vô đây đi em. Gì vậy anh? Tự nhiên đang buôn bán ở quán cái bỏ quán qua đây ngồi. Thì vào đây thấy em stress quá, đi qua đây nghe nhạc của ông Lâm để hết stress. Trời đất ơi, muốn xả stress mà nghe nhạc ông Lâm. Thấy cũng được mà. Anh thấy dạo gần đây là anh hơi kỳ cục quá nha, lạ lùng lắm à. Cốt là để tránh con Quỳnh rủ chơi trò em bé thôi. Anh thấy cũng được mà. Ủa? Chú ba. Gì cha? Nay qua chơi hả? Chơi, còn khỏe không? Ngứa đầu à? Dạ không, con khỏe re à. Con làm vậy để chứng tỏ là mình khỏe. Ủa khỏe là gì hả con? Dạ đúng rồi. Con mệt thôi nha. Có không? Chú này giỡn mà. Sao nay buôn bán kinh doanh sao rồi gái? Thôi bớt, bớt đi con, bớt đi. Kinh doanh sao rồi? Chú nhìn con tươi phơi phới vậy là cô bán chú... Bán ế rồi, đúng rồi. Nữa, chú này con bán hơi bị đắt luôn á. Cái mặt hàng mà con đang bán hả là luôn luôn đắt, không bao giờ ế. Wow, đâu bây giờ cái mặt hàng nào bán chạy nhất lấy ra đây, cô chú ủng hộ cho. Dạ hứa nha. Hứa. Trời ơi, con bé bán đường bánh bông lan luôn nè, thì thương. Dạ không, cái này á là sữa với là tả giấy em bé. Cái này là bán siêu đắt hàng luôn. Cái tả này hả là mình có thể dùng được cho cả bé trai lẫn bé gái. Chết rồi, làm sao đây ta? Ủa tả mà cũng chia bé trai bé gái khác nhau nữa hả con? Dạ thật sự thì tả này bé trai hay bé gái đều sử dụng được. Cái này con bia thôi. Gì vậy anh? Anh bị dị ứng với cái mùi tả. Đừng bao giờ để trước mặt tôi mấy cái này. Alo. Dạ có liền. Chú ba này, chú ba khó chịu thì bây giờ con đi giao hàng đây. Ở chơi nha. Anh này kỳ cục quá. Ủa, hai người qua chơi cái nào á? Dạ mới qua. Con người này chắc không liên quan gì đến em bé đâu. Đi toilet một xíu, chắc không có sao đâu. Ủa, sao vậy? Vậy tôi đi toilet nha. Ủa, hôm nay ổng sao vậy? Em cũng không biết luôn. À, cha, sẵn dạ. Đây á, tôi mở chàng nghe một bài hát Thono tôi vừa sáng tác nha. Có gì chàng kể có bí nha. Cái gì? Ông mới nói cái gì? Ông vừa nói cái gì? Thono gì? Thono là có liên quan đến em bé đúng không? Thì Thono là em bé, Thono chứ ai Thono? Là cái em bé đúng không? Ừ. Tôi cấm ông nha, nha, nha. Đi về lên. Ủa sao rủ qua đây chơi rồi giờ kêu đi về? Không, không, đi về. Cái gì vậy? Đi. Mà cái vụ gì nhờ vợ tôi? À, đây. Mới nhận cái dự án chụp hình đầm bầu quảng cáo. Cái gì? Đây. À, ok không chà? Đầm bầu. Yeah. Nhưng mà đầm bầu chà đâu có đâu. Trời đất ơi, có bầu bì vậy trơn cái trời á. Ông mà bầu nó tụi bụp trong mặt ông đi giờ. Ông nghĩ sao vậy? Hả? Sao kiếm đầm bầu thiếu gì mà bầu thiệt xong kêu? Mà kêu vợ tôi. Không có thấy mà không hợp gì á. Anh kệ đi. Em muốn làm giúp anh Phong. Em cũng muốn đầu óc nó khuây khỏa mà. Tôi nói không là không nha. Nha. Nếu như ông muốn chụp á, tôi sẽ chụp cho ông. Thôi dẹp khỏi. Đi về. Thôi đi về trước nha anh Phong. Tôi cảnh cáo anh, nếu như mà trước mặt vợ tôi ông mà kêu bầu nữa thì tôi sẽ thủng trong mặt ông. Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Đồng 1.